các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta bộ bài. Hình như các bạn cũng biết việc phơi khô quần áo trong mùa mưa như hiện nay quả là một cái vấn đề rất là đau đầu đối với những bà nội trợ, nhất là những cái hộ gia đình có cái không gian nhà của mình khá là chật hẹp, cũng như là cái không gian phơi đồ không có và rất là hạn chế. Giống như những bạn đang sống trong những cái chung cư thì cái không gian phơi đồ hình như là không có luôn. Và trong trường hợp này thì giá phơi quần áo trong nhà tự động mít Bon M0 sẽ là một phụ kiện rất là tối ưu. Trong trường hợp này, nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng thiết kế được cái không gian phơi quần áo, cũng như là giúp cho các bạn tiết kiệm khá diện tích trong ngôi nhà của mình. Và để các bạn rõ hơn thì anh sẽ tiến hành mở hộp và trải nghiệm nó đây. Bên trong nó chỉ bao gồm một cái quyển catalog cũng như là một cái hộp phụ kiện. À, anh nghĩ đây là một cái bộ điều khiển của nó. Đúng rồi, đây là bộ điều khiển của nó để chúng ta dán lên tường. Nó bao gồm chúng ta một cái viên pin, một cái nắp và một cái số tua ốc vít. Đây là cái phần trong cái hộp phụ kiện và đây là nhân vật chính của chúng ta bây giờ. Và các bạn hãy quan sát về kích thước của cái phần giá phơi đồ này, nó có thiết kế khá là đơn giản và anh nghĩ với cái thiết kế này thì sẽ giúp cho cái thao tác lắp đặt của các bạn sẽ trở nên rất là dễ dàng. Và nó có cái kích thước cụ thể là 1000 × 191 và nhân cho 66mm. Thì 1000 ở đây là bề ngang nó khoảng 1m đó, và anh thấy là nó cũng khá là nhỏ gọn. Nó được làm bằng một chất liệu là hợp kim nhôm cao cấp cùng với một cái phần nhựa cao cấp. Anh nghĩ đây nhựa là nhựa ABS. Với cái phần chất liệu này nó sẽ giúp cái trọng lượng của sản phẩm trở nên nhẹ hơn và khi chúng ta treo lên thì nó sẽ an toàn hơn. Kết hợp với những cái phần đinh tán thép nó không gỉ và nó mang lại cái độ bền cũng như là hạn chế sự oxy hóa tối đa, cũng như là nó có chịu lực tốt và nó chịu tải trọng lên đến khoảng 15kg, thì các bạn có thể treo nhiều quần áo và tải trọng của nó khoảng 15kg. Và cái phần giá phơi đồ tự động ở trong nhà này nó được cấu tạo bởi hai cái phần chính. Thứ nhất là một cái phần thanh cố định, và cái phần thanh cố định này để chúng ta bắt ở trên trần nhà. Và thứ hai là cái phần thanh di chuyển. Thanh di chuyển này thì các bạn hãy quan sát là nó được trang bị chúng ta 10 cái lỗ để chúng ta móc quần áo. Thì ngoài cái việc 10 lỗ này ra thì nó còn có thể kéo dài hai cái thanh hai bên như thế này. Thì hai cái thanh hai bên như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái công dụng là chúng ta có thể móc những cái vật có kích thước lớn hơn như là chăn mền hoặc là khăn. Và nó được kéo dài ra như thế này thông qua một cái sợi dây dài khoảng 1m7, thì cái chiều dài chúng ta kéo xuống là khoảng 1m7 và cái trọng lực của nó là khoảng 15kg thì hồi nãy anh có đề cập cho các bạn rồi. Và với cái sản phẩm này anh nghĩ là các bạn có thể lắp đặt ở nhiều không gian khác nhau, chẳng hạn như là ở sân thượng nè, ở ban công, hoặc là ở hành lang, hoặc là ở nhà xe, vân vân và vân vân. Và nó cũng khá là nhẹ cho nên là nó giúp việc lắp đặt của các bạn sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ anh sẽ thử trải nghiệm cho các bạn cùng quan sát nha. Và để điều khiển cái thanh này tự động di chuyển lên xuống thì nó bao gồm nó trang bị chúng ta một cái công tắc như thế này. Thì bên cạnh cái phần có thể thanh cố định và thanh di chuyển thì cái phần thanh cố định nó trang bị một hai cái phần đèn hai bên như chúng ta ha. Và cái phần đèn này chúng ta có thể mở và tắt thông qua một cái công tắc như thế này. Và nó công tắc nó trang bị cho chúng ta một cái phần pin cũng như là cái phần nắp. Và cái phần nắp này được làm từ 500. Và cái phần 500 này chúng ta có thể hít lên tường và chúng ta có thể điều chỉnh. Đây là nút để kéo thanh lên và nút để kéo thanh xuống. Bây giờ anh sẽ thử kết nối cái phần thanh giá phơi quần áo này với cái nguồn điện và anh sẽ thử trải nghiệm cho các bạn xem là nó tự động như thế nào nha. Rồi, bây giờ anh sẽ thử mở đèn lên cho các bạn xem ha. Đây là phần đèn. Đó, khi chúng ta mở, khi chúng ta bấm nút điều khiển thì ở đây nó sẽ phát ra một cái đèn tín hiệu màu xanh. Đó, và bây giờ anh sẽ thả xuống cho các bạn xem. Và cái hệ thống thả rất là nhẹ nhàng luôn, mà chúng ta muốn dừng lại thì chúng ta chỉ cần nhấn một lần. Và chúng ta muốn kéo lên thì chúng ta nhấn vào đây. Và chúng ta dừng lại thì chúng ta nhấn một lần. Tương tự, và các bạn hãy xem cái phần kéo của nó. Thì cái phần chịu đựng nó là phần dây cáp ở phía trên. Đó. Và nó có thể kéo dài đến 1m7. Thì lúc nãy anh có đề cập cho các bạn đó. Bây giờ anh kéo lên cho các bạn xem. Và đèn ở đây là nó sử dụng hệ thống đèn LED ở hai bên. Đó.
Và vừa rồi thì các bạn cũng đã quan sát cái phần trải nghiệm của Ánh thông qua cái giá phơi đồ tự động ở trong nhà Mr. Bonheimer không? Thì Ánh nghĩ là với cái giá phơi đồ này thì nó cải thiện được một phần nào diện tích cũng như là cái không gian phơi đồ nhà bạn, nó sẽ có rộng rãi và thoáng mát hơn, cũng như là tiết kiệm được diện tích trong ngôi nhà của mình nữa. Và hiện tại cái thanh phơi đồ này đang phân phối tại Chiếm Tà Mobile, Ánh nghĩ là với giá thành cũng rất là phải chăng, thì các bạn hãy đến đây để chúng ta trải nghiệm. Còn mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập vào đường link ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Nhớ like và subscribe channel của Chiếm Tà Mobile nha.